Rồi. Ví dụ mình có cái gift voucher hai mặt như vậy thì đây gọi là mặt A nè các bạn. Đây gọi là mặt A này ha. Phía sau này gọi là B á. Mặt sau nó gọi là mặt B. Bây giờ các bạn phải kiểm tra xem là các bạn có đặt mấy cái tham số như là dấu rớp được chưa. Nếu mà chưa thì các bạn phải tiến hành các bạn đặt. Ha các bạn. Mấy cái này các bạn cũng phải đặt hết. Thì mấy cái dấu đó các bạn tự sắp xếp các bạn đặt đi nha. Bây giờ cái vấn đề tiếp theo của mình á là mình sẽ tiến hành bình phim. Thì nó có 3 cái kiểu bình. Các bạn sẽ phải viết ra các cái bước để mình sẽ tiến hành mình bình phim cho cái gift voucher. Đây là các cái bước thầy đã ghi sẵn cho các bạn. Bước 1, các bạn sẽ kiểm tra cái khổ thiết kế. Là khổ của mình là 20 nhân cho 10 nè. Vậy là suy ra cái khổ thiết kế thật của mình á. Cái khổ thiết kế thật của mình á là nó bằng bao nhiêu các bạn? Thiết kế nè thì nó sẽ bằng khổ bao nhiêu? 20 chấm mấy các bạn? Chấm 8 nhân cho mấy các bạn? 10.8 cm. Được chưa? Từ cái khổ này các bạn phải chọn cho thầy được cái khổ. Chọn cho thầy được cái khổ in. Từ đó mình phải chọn ra được cái khổ in. Khổ in của các bạn là có mấy khổ nè? 60, 84, 65, 86, 79 x 109 cm. Nha. Thì lúc này mình phải tiến hành mình tính toán xem khổ nó là bao nhiêu. Khổ thiết kế là đây. Khổ thiết kế là đây. Vậy thì khổ in của nó là phải chọn khổ nào. Khi khổ thiết kế các bạn là nhỏ hơn khổ A4 thì các bạn hãy suy nghĩ đến những cái khổ nhỏ phía sau. Khổ nhỏ là những cái khổ cắt đôi của khổ lớn. Giờ các bạn kiểm tra xem các bạn có bleach chưa, các bạn có crop chưa, các bạn có canh lề chưa, để tránh cái tình trạng là mình in xong rồi không biết chỗ nào cắt. Đó, không biết là cái mình nó không có cái bleach là cắt nó sẽ bị lé trắng. Không có lề thì lúc này mình cắt nó sẽ bị mất chữ. Phải kiểm tra mấy cái này cho thầy. Rồi tiếp tục chọn cái kiểu in. Thì các bạn có là kiểu in tự trở, kiểu in trở nhíp và kiểu in AB. Lúc này các bạn hãy chọn cho thầy một kiểu in nha. Và dĩ nhiên đối với thầy hỏi các bạn này, in tự trở là áp dụng cho trường hợp nào các bạn? Rồi những cái tài liệu ít trang thì mình sẽ in tự trở. Còn tài liệu nhiều trang mình mới in AB. Vậy là trường hợp của mình là gift voucher là ít trang hay nhiều trang? Ít. Vậy là mình in kiểu nào các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng cái kiểu đó là in tự trở ha. Vậy là rồi sau đó các bạn mới vẽ ra cái sơ đồ bình. Vậy đây gọi là bước 2 nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước số 1. Bước số 1 đó là các bạn phải kiểm tra cái khổ thiết kế. Từ đó mình sẽ kiểm tra cái khổ thiết kế. Từ đó mình sẽ chọn ra cái khổ in. Được chưa bạn? Cái cách mà nhanh thì các bạn phải tính nháp. Còn cái cách mà không được siêng mà tiện là các bạn sẽ tự tạo ra cái khổ in cho mình. Cái khổ của mình biết rồi. Khổ thứ nhất là 60 nhân cho bao nhiêu các bạn? Nhân cho 84 cm. Đúng không? Thì bình thì mình không có cái phần bleach này ha. 60 nhân cho 84. Rồi. Đó. Ở đây nó có sẵn có hai trang luôn các bạn. Cho nên thầy dùng ạt bo. Thầy phóng lớn cái này lên luôn. Khổ thứ hai là bao nhiêu các bạn? 65 nhân cho nhiêu các bạn? 80 mấy? 86 nha. Và khổ thứ 3 là bao nhiêu các bạn? Khổ thứ 3 là bao nhiêu? 79 nhân cho 1090. À xin lỗi, 109 ha. 109. Đó, đó là 3 khổ đó các bạn. Rồi còn 3 cái khổ chia đôi của nó là bao nhiêu? 3 khổ chia đôi của nó là bao nhiêu? Thằng này sẽ tương ứng là 60 nhân cho 42. Đúng không các bạn? Các bạn ơi, đúng không các bạn?
Khổ thứ hai là 65 nhân cho bao nhiêu các bạn? 43. Khổ thứ ba chia cái thằng này ra là bao nhiêu các bạn? 79 nhân cho mấy các bạn? 79 nhân cho 54. Chia đôi mà, chia đôi là nó là 54. Kịp không? Vậy thì cái khổ gift voucher này là mình đánh giá là một cái khổ nhỏ nha. Cho nên là mình sẽ bình, mình ưu tiên cho những anh nằm phía bên dưới. Mình copy nó qua nè các bạn, mình dán vô. Được chưa? Và mình ưu tiên mình bình khổ nhỏ trước. Đó. Ví dụ thầy có hai cái tờ như thế này. Vậy thì mình bình thêm một tờ nữa được không? Ví dụ cho sát vô cỡ này cho anh tiết kiệm luôn nè. Đó. Rồi bây giờ hỏi mình bình thêm một tờ nữa được không? Được các bạn. Khổ này bình vậy được không? Dư rồi nè, đó, bình vậy được không? Dư nè. Thấy không? Vậy thì bây giờ cái kiểu này không được rồi. Mình bỏ qua đây có được không nghe? Khoan hả, tính đến chuyện bên đó. Bây giờ chuyện bên đây là mình xoay thằng này lại, hai thằng này mình xoay lại các bạn, giữ ship xoay lại. Đó, mình đặt vô đây. Vậy vừa đẹp không các bạn? Chưa chắc, bởi vì cái lề người ta nói xung quanh là bao nhiêu các bạn? 1 cm. Gọi là chừa cái lề á, có nghĩa là in nó không sát lề được. Đó, thiếu rồi thấy không? Dưới này thiếu luôn rồi này thấy không? Kịp không? Còn cái nhíp in của các bạn hết bao nhiêu nữa? Nhíp in của các bạn là 1.5 nè ha. Chiều cao ví dụ như là 42 nè. Đó. Còn cái nhíp in nữa nha. Mà mới tới đây chừa hai cái lề hai bên là nó thiếu rồi, cho nên là khỏi kiểm nhíp in nha các bạn. Còn bên đây vậy các bạn thấy ổn không? Vậy thấy ngon không? Ngon ha. Rồi mình giữ Alt Shift mình copy xuống. 2 Ctrl D lặp lại nè, 3 4 dư ra một miếng. Vậy thì nó sẽ dư giấy vậy nè, mình thấy ổn không? Giấy nó dư nhiều vậy ổn không? Ổn không? Chưa ổn lắm các bạn, dư về nhiều quá, hơi phí nha. Mình hãy thử xoay nó lại. Đó, mình đặt đây mình giữ Shift xoay 90 độ nè. Đó, nếu mà tôi bình vậy nè, các bạn thấy được không? Được không? Đó, rồi copy ngang qua nè. Đó, Ctrl D lặp lại nè. Đó. Vậy thì lúc này anh sẽ bị dư. Trời ơi, đẹp quá rồi các bạn. Để vậy đẹp quá rồi ha. Cái gì đẹp quá rồi. Chuyển khai qua anh này coi, cái nhíp hơi thiếu một xíu ha. Triển khai qua anh này coi được không? Anh này là đẹp nè. Anh này là đẹp. Có cái nhíp nó nằm bên dưới đây nha. Có cái nhíp nó nằm bên dưới đây là nó là khổ bao nhiêu đây các bạn? Cao là 1.5 đến 2 cm. Đó. Mà anh này là dư thoải mái nè, dư chiều này thoải mái nè, cho nên các bạn có thể đặt nhíp ở hai đầu hai bên. Đó. Còn ở đây sát quá các bạn. Ở đây sát quá thì các bạn sẽ phải xóa bớt anh. Phải xóa bớt anh chứ sát quá làm sao đặt cái nhíp. Nha, và nhíp các bạn sẽ đặt ở đây. Đó, thì cái cách xíu sắp xếp như thế này người ta gọi là vẽ sơ đồ á. Vẽ sơ đồ có nghĩa là mặt A nằm ở đâu, mặt B nằm ở đâu, A nằm ở đâu, B nằm ở đâu. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái khổ mà nó hợp lý. Khổ thứ nhất là khổ này. Khổ này là khổ 65 nhân cho 65 cm. Nhân cho mấy các bạn? Nhân cho chiều cao là 43. 79 nhân cho 54. À, vậy thì các bạn hãy xem là cái khổ nào mà nó tiết kiệm nhất. Nhân cho 54 thì các bạn lấy cái khổ đó các bạn in. Đó.
Còn nếu mà nó tiết kiệm ngang ngang nhau thì mình chọn cái khổ nhỏ. Kiểu không? Thì thầy thấy hai này nó cũng ngang nhau đó. Các bạn nên chọn khổ này đi. Đó. Và A đây, đặt B đây thì khi in á, in lần thứ nhất là in theo hướng này. Hướng này đi vô này. Rồi sau đó nó lật lại là chữ Gibbs-Voucher nó sẽ lật lên trùng với chữ lên cái mặt sau màu cam, màu xanh này nó lật ngược lại nó trùng với mặt màu cam. Vậy là bước số 1. Bước số 1 mình giải quyết nè, mình có cái khổ thiết kế. Khổ thiết kế là 20.8 nhân cho 10.8. Nó từ đó mình sẽ chọn khổ in. Khổ thiết kế mình mà nhỏ hơn trang A4 thì mình nên suy xét đến những cái khổ nhỏ vậy để in cho nó tiết kiệm. Còn khổ mình mà lớn hơn khổ A4, ví dụ như là tờ gấp tờ rơi nó tới khổ A3 lận cơ, thì các bạn nên chọn cái khổ này nó sẽ ok hơn. Vậy là bài số 2 á, là chọn nhóm khổ này, bài số 1 là chọn nhóm khổ này. Rồi các bạn kiểm tra coi nó có bleed crop chưa, mấy cái phần đó các bạn đã thiết kế ở lớp 1 thì nó có rồi nha, còn chưa có thì phải làm chứ làm sao. Chọn kiểu in thì mình sẽ chọn kiểu in tự trở. Tự trở là vậy nè các bạn, lấy cái mẫu này mình sẽ cái mẫu này mình sẽ xuất một bộ phim, sau đó mình sẽ gắn lên trên máy in, và khi các bạn in xong cái mặt này thì các bạn trở giấy lại in thôi, thì nó gọi là in tự trở. Được chưa? Nhớ cái lề xung quanh này nè các bạn phải chừa cho thầy cỡ 10 mm hay gọi là 1 cm, trong trường hợp mà nó sát lề quá thì các bạn có thể chừa cỡ 0.5, thì trường hợp đó in người ta canh hơi cực một xíu nhưng mà vẫn in được. Cái nhíp này các bạn, cái nhíp này thường nó chừa 1.5 đến 2 cm, nhưng mà trường hợp mà giấy nó kẹt quá, có nghĩa là mình tiết kiệm quá đó, thì mình có thể để 1.2 cũng được. Kiểu chưa? Kiểu này gọi là in tự trở này. Đó. Còn cái này gọi là in trở nhíp này. Nó cũng là dạng tự trở nhưng mà nó thay đổi cái nhíp chứ nó không cố định. Khi khi in xong người ta xoay lại á, thì người ta sẽ lấy cái tâm của cái trang giấy này nè, cái tâm của trang giấy này người ta trở lại, cho nên cái này các bạn phải đối xứng qua cái tâm của trang giấy. Tương tự anh này cũng vậy, cũng phải đối xứng qua cái tâm của cái tờ giấy bự này nè. Thì trong cái file mà các bạn làm á, các bạn sẽ có cho thầy thứ nhất mẫu thiết kế rồi, sau đó cái thứ hai là cái sơ đồ bình phim. Sơ đồ bình phim là thằng này được, và cái trang số 3 đó chính là cái mẫu sản phẩm thành phẩm của các bạn như thế này. Được, bạn khổ giấy là bao nhiêu các bạn cũng phải ghi lên phóng lớn vậy cho thầy coi được không. Đó chính là gift voucher.